Hi, chào các bạn. Đây các bạn, mới mua một tô phở, phở đặc biệt với lại miếng chả giò. Mới nói thiệt các bạn, chả giò chỗ này là ngon nhất luôn á. Mình không phải quảng cáo cho các bạn đâu. Nhưng mà tất nhiên không phải cái nào cũng ngon, với lại cái nào mình cũng thích các bạn. Bởi vậy nên nhiều khi hả khó mà nói tên tiệm người ta, nhiều khi mình chê cái là các bạn cũng không thích người khác luôn, đúng không? Giống kiểu vậy đó. Nhưng mà cái chỗ này nè, cái mà mình không thích là tiền tip họ không có đưa cho người làm các bạn, nghĩa là chủ chủ ôm hết luôn, trong khi mấy người mà làm nhà hàng á có tiền là từ tiền tip là nhiều. Nhưng mà chỗ này thì họ lại không có cho, nên hồi trước á mới ăn là mới ăn ở đâu cũng vậy, tiếp lúc nào cũng có, mà cũng hơi bị sang chút xíu. Nhưng mà từ lúc mà mới biết á các bạn, biết là kiểu như chủ không có đưa tip cho người làm á, mới cảm thấy không thích cái tiệm này. Này là nước tương nè, ớt. Đây thì có ớt, họ có cho ớt nhưng mà Mươi đã sắc sẵn ớt ở nhà rồi. Đây để chung bịch, nó sẽ để giá vô. Wow, phở thì ở đây họ làm ngon, cũng ngon lắm. Thôi các bạn thông cảm với Mươi, không có nói tên được tại Mươi lỡ chê rồi, lỡ nói người ta không cho tiền tip này nọ rồi. Mình sẽ ăn thử miếng chả giò trước nhé. Trời ơi, chả giò làm nên nó thiệt là hết chê luôn, tại nó làm rất là giòn chứ không phải giống chả giò mấy chỗ khác có cho miếng nước mắm này. Bữa nay hả nóng như gì luôn các bạn. Nên hả hai đứa đi học á, hôm qua cô giáo dặn phải đem kem chống nắng với lại nón đồ này nọ. Cơm nóng luôn. Nóng quá. Rồi. Cái này xích qua. Xích qua ăn 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 phở đi chứ một hồi là nó nở là thôi luôn. Nở cái là dục luôn. Ăn hết ngon. Rồi. Các bạn biết mình ăn sao rồi đó. Đúng không? Không biết sao mình, nếu như mình không ăn á mình sẽ gấp ra ngoài. Chứ còn mà mới ăn là mới sẽ ăn hết thịt trước mới mới ăn phở, nên mỗi lần ăn phở là mới có ăn thịt cái là mới no. Quay đều nè cho nó cay. Như mình chưa có làm video ăn phở thì phải.
chồng mới có nấu mà mới không nhớ nó không nhớ mới có làm video ăn phở chưa. Miếng nó bự quá. Đang lấy bụng lắm luôn. Mình không có đem đồ ăn. Xài cái này trước em mới ở nhà luôn cũng có nhiều lắm. Nó hơi bị nguội. Bây giờ nóng quá mà. Đồ ăn thì nóng, chơi cũng nóng. Đặt nhiều lắm các bạn. Mình gấp để qua bên. Này bò viên. Chúng ngay lên vừa ăn vừa uống
bánh phở nhiều lắm các bạn, mình không có để hết đâu, cái này là mình để một nửa thôi. Quá đã luôn. Mà kiếm cái nào nó có miếng mỡ rồi đấy, mà ăn nó đỡ ngán hơn. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Mà mở quạt á thì nó ồn các bạn. Bây giờ thì nói chung là bữa nay nó nóng thôi, mấy bữa kia nó cứ đổi, nhiều khi nóng nhiều khi lạnh các bạn. Kiss me, mày ở cái. Nó chưa gắn máy lạnh. Nếu như ngày nào cũng nóng như bữa nay thì chắc là chiều mới chồng mới gắn. Còn nó còn thay đổi thì mới chưa có gắn. Tại nhiều khi nó nóng vậy nè, xong rồi bữa sau cái nó lạnh giống như luôn các bạn. Phải bận áo áo ấm. Nó thay đổi nhanh lắm. Nhiều khi trong một ngày thôi. Buổi sáng sớm hả, ấm, nhiều khi mùa đông á sáng sớm ấm, bận áo kiểu như áo khoác thôi, không cần phải áo ấm nữa, nhưng mà tới lúc chiều á trời ơi nó trừ tới mười mấy độ lận. Mà hôm bữa bạn mình cũng nói mới qua đây sáng sớm đi á bận cái áo khoác không. Xong tới lúc tối mà chiều mà về nó kêu trời ơi đi ra ngoài đường mà không 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 đi được luôn, không cảm giác người luôn đó mà, là nó lạnh quá đó. Nên hả, ở đây hả đi đâu lúc nào cũng phải coi thời tiết trước các bạn, trong phone đó. Coi thời tiết nó nóng lạnh mình biết, nhiều khi nó đổi nhanh lắm. Hồi trước mình cũng hay vậy, nhiều khi thấy trời đẹp rồi nè, nắng rồi đẹp, nhưng mà ra ngoài lại lạnh chứ không nổi luôn. Nên đi ra ngoài lúc nào cũng phải coi trước, hoặc có để sẵn giờ ngay đó, giống kiểu như là ngay chỗ mà thời tiết á, khoảng 1 giờ bao nhiêu độ, 2 giờ bao nhiêu độ, giống kiểu vậy đó. Nhưng mà mưa đi với hai con mắm lúc nào cũng phải đem sẵn áo, nên hả đi rất là mệt. Trời nóng cũng được nhưng mà cũng phải đem áo. Bữa nay mình ăn giỏi quá trời nè, cũng hẳn đó. Tại mình để ít phở. Hãy
Ăn phở tại vì có nước á, nó no nhưng mà không giống như no ăn cơm. Còn Mi mỗi lần mà Mi ăn cơm mà Mi đói bụng á, trời ơi Mi ăn dữ lắm, ăn xong một hồi là đứng dậy không được luôn, người khó chịu ngồi không được luôn các bạn, nghĩa là phải đứng đi vòng vòng suối mới được. Còn ăn cái này nó no nhưng mà không có no giống ăn cơm. Ăn cơm là thôi mà mươi thì không có control được chính mươi, tại cứ đói bụng là trời ơi ăn là thôi rồi. Bạn học mới đó nhiều lắm, cũng nhiều lắm cơ mà. Nhưng mà khổ cái là họ không có ăn mấy cái này á. Ăn hồi trước mình có nói rồi đó, họ kêu hà lo đó, là đồ ăn cũng là thịt. Nhưng mà cái cách viết khác nhau. Chứ còn của mình là họ không ăn đâu, mấy cái thịt này không ăn. Ác, họ kêu ác giống như người Việt Nam mình nè, con vịt và con gà cắt cổ để mà lấy tiết canh này, làm tiết á, làm tiết canh á, lấy tiết rồi nữa mà nó còn sống. Thịt heo hay này nọ cũng vậy, kiểu như là mình giống như kiểu như giết nó, kiểu giết từ từ, giống kiểu từ từ vậy đó. Nhưng mà còn hà lo, họ kêu hà lo là khi mà chặt gà hoặc là nói chung con gì cũng vậy, bắn chết luôn, giống như con heo đi, họ sẽ bắn chết luôn, là kiểu như là một phát cái chết luôn, không có đau khổ không có gì, giống kiểu rồi đó. Dịch thì có thể là bẻ cổ nó sao vậy, nó chết luôn, chứ họ không có kiểu ăn rồi còn sống. Mà giống như có nhiều người mà cái gì đó, con chó á, con chó mà còn sống hoặc là con heo là nó kiểu như họ làm vui hay gì mới không biết nữa, nhưng mà có nhiều cái họ đốt luôn, kiểu hoặc là nướng luôn còn sống đó. Hoặc là con khỉ nữa, ác quá, cũng giống như con khỉ mà ăn ốc khỉ đó, mê cũng cảm thấy ác quá trời, mà ăn ốc thì phải là khỉ còn sống nên ác quá. Mày ăn thêm miếng nữa. Người mưa nhìn ướt ướt giống kiểu như là ướt, không phải là tại vì nóng quá ướt vậy đâu các bạn, nó nóng thiệt. Nhưng mà người mưa đi xịt cái kem mà chống nắng á, tại bị nắng nóng vậy nè nó sẽ bị ngứa các bạn. Mới nghĩ là bánh tráng mà chắc loại khác nữa tại nó giòn quá. Mà coi nè, mình mua trà sữa phải không, hai con mắm đòi mà cuối cùng không uống, xong rồi để cho tủ lạnh, bây giờ nó đông đá luôn.
Mình lấy ra từ sáng giờ nhưng mà mình để vô tủ bên bên tủ lạnh. Bây giờ mình mới lấy ra nè. Mà nó cũng còn đông đá. Xong rồi các bạn ơi. Thôi cảm ơn các bạn nhé. Hẹn gặp các bạn video tới nhé. Bye.